Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ hai ngày 25 tháng 3 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội nghị triển khai chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Hưng Yên Đinh Ninh lời Bác. Hưng Yên có 15 trên 31 đơn vị xếp hạng khá về mức độ chính quyền điện tử. Nông dân các địa phương chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa xuân. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, nguyên nhân vì sao? Tuổi trẻ Hưng Yên xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Hưng Yên, Đinh Ninh, Lời Bác họp bàn kế hoạch triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Hưng Yên, Đinh Ninh, Lời Bác chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trần Thị Thanh Thủy, trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo một số ban sở ngành của tỉnh. Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Hưng Yên, Đinh Ninh, Lời Bác là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2019, 50 năm Bác viết tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, 50 năm thực hiện di chúc của Người. Chương trình dự kiến được tổ chức vào dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức sẽ tổng kết trao giải cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Hưng Yên năm 2018. Phát hành cuốn sách Tướng lĩnh Hưng Yên thời đại Hồ Chí Minh, đồng thời giao lưu với các điển hình tiên tiến, lãnh đạo địa phương vinh dự được Bác Hồ về thăm. Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về các phần việc, nhiệm vụ của đơn vị mình vào kế hoạch tổng thể tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề Hưng Yên, Đinh Ninh, Lời Bác. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các ngành đơn vị địa phương chủ động phối hợp triển khai một cách chặt chẽ, nhịp nhàng theo nội dung trong kế hoạch để chương trình diễn ra trang trọng, thành công, an toàn, tiết kiệm, có tác dụng tuyên truyền giáo dục sâu sắc đến với cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân. Ngày 24 tháng 3, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Trong những năm qua, xã Minh Hải đã triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, phát huy được sức mạnh của toàn đảng bộ, nhân dân. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, Minh Hải đã huy động được trên 62 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn và chương trình phục vụ nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thi đua, nâng cao đời sống người dân. Trong đó, nhân dân đóng góp số tiền 7,5 tỷ đồng. Đến nay, 100% đường giao thông nông thôn được đổ bê tông, 95% người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 42 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1%. Công tác y tế, giáo dục, văn hóa, vệ sinh môi trường được quan tâm. Với những kết quả trên, cuối năm 2018, xã Minh Hải đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam, sáng ngày 24 tháng 3, thành phố Hưng Yên đã tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019. Tham dự lễ phát động và chạy hưởng ứng phong trào có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Với tinh thần mỗi người hãy chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để tập luyện nâng cao sức khỏe, tại lễ phát động, thành phố Hưng Yên đã kêu gọi cán bộ và nhân dân trên địa bàn tích cực rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, lao động và làm việc. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng các tầng lớp nhân dân và 300 em học sinh của trường Trung học cơ sở An Tảo tham gia chạy cổ động hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Nhân dịp này, nhiều huyện trong tỉnh như Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ, Tiên Lữ cùng đồng loạt tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, đồng thời động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh vừa tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên K33 năm 2019.
Lớp học có hơn 100 học viên, thời gian diễn ra trong 2 tháng. Các học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, những đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Lớp học được tổ chức nhằm nâng cao năng lực quản lý hành chính nhà nước cho cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh, giúp các học viên ứng dụng tốt vào thực tiễn của từng đơn vị, từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức đáp ứng được yêu cầu của thời đại mới, thúc đẩy cải cách nền hành chính và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của thời tiết mưa nắng xen kẽ kèm theo độ ẩm không khí cao, những ngày vừa qua đã làm cho một số diện tích lúa trên địa bàn tỉnh ta bị bệnh đạo ôn gây hại. Nếu không có biện pháp phòng trừ sẽ làm ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng khi thu hoạch. Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, hiện bệnh đạo ôn đang gây hại cục bộ trên giống lúa nhiễm như nhóm lúa nếp Q5TBR225, nơi cao 5-7% số lá, cá biệt có ruộng trên 10% số lá. Thời gian tới, bệnh đạo ôn tiếp tục xuất hiện và gây hại gia tăng, chủ yếu trên một số giống nhiễm như nhóm lúa nếp và một số giống ngoài cơ cấu, đặc biệt ở những ruộng cấy dày, cấy sớm, ruộng bón nặng đạm. Nếu không thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời, bệnh đạo ôn sẽ gây hại gia tăng và gây cháy lụi nhiều diện tích lúa ở các địa phương từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4 năm 2019. Khi phát hiện triệu chứng của bệnh đạo ôn, cần tiến hành phòng trừ bằng các cái thuốc đặc hiệu như là Finia, Bancan, Fujiwan, Nativo, vân vân. Đây là các cái thuốc đặc trị đối với bệnh đạo ôn. Khi bệnh đã phát triển thì không nên bón phân đạm cũng như là phân bón qua lá chất kích thích sẽ làm tăng khả năng bùng phát của bệnh và chỉ được bón bổ sung khi bệnh đã được phun phòng và đã được ngăn chặn không phát triển nữa. Hiện nay, tình trạng xâm phạm hệ thống công trình thủy lợi ở huyện Văn Lâm đã được ngăn chặn, tuy nhiên toàn huyện vẫn còn tồn tại 83 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm nhiều nhất là xã Lạc Đạo còn 27 trường hợp, thị trấn Như Quỳnh gần 20 trường hợp và xã Chỉ Đạo còn trên 10 trường hợp. Công trình bị xâm phạm nhiều nhất là trên tuyến sông Đình Dù, thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải với gần 20 trường hợp vi phạm. Các vi phạm chủ yếu là làm nhà ở, xưởng sản xuất và lều quán. Qua tìm hiểu, hầu hết các trường hợp vi phạm xảy ra chủ yếu từ năm 2014 trở về trước. Điều đáng nói, các trường hợp vi phạm nguyên nhân phần lớn là do cấp chính quyền cơ sở đã vi phạm nghiêm trọng luật đất đai khi bán đất, giao đất trái phép cho các hộ dân. Để ngăn chặn tình trạng xâm phạm hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện, trong những năm qua, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Văn Lâm đã phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành kiểm tra và lập biên bản các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, do không có chức năng xử phạt nên một số trường hợp vi phạm vẫn còn tồn tại. Khi mà phát hiện những các cái vi phạm thì Xí nghiệp cũng đã phối hợp với các cái ủy ban nhân dân các xã thị trấn thiết lập các cái biên bản. Thế thì cái việc mà xử lý các cái trường hợp vi phạm này thì thuộc các cái chính quyền các cấp. Về phía Xí nghiệp thì chúng tôi cũng không có những các cái chế tài để xử phạt. Thế nên do vậy là cũng chỉ biết là kiến nghị các cấp có thẩm quyền là tích cực để xử lý những các cái trường hợp này. Để bảo vệ các công trình thủy lợi, đồng thời xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm tập trung chỉ đạo cấp chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm và quyết liệt kế hoạch 93 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với những nơi để xảy ra vi phạm cần xử lý và áp dụng các biện pháp cần thiết để khôi phục hiện trạng ban đầu của công trình, đồng thời vận động tuyên truyền để người dân tự giác tháo dỡ các công trình xâm lấn, trả lại hành lang cho các công trình thủy lợi. Năm 2018, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các địa phương chậm so với kế hoạch giao chỉ đạt vài chục phần trăm, thậm chí có địa phương chỉ đạt vài phần trăm. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là do đâu? Phóng sự sau sẽ đề cập về vấn đề này. Ân Thi là địa phương có tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu chậm nhất tỉnh. Theo Tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, năm 2018, địa phương này cấp được 213 trên 27.000 thửa, đạt 8% so với kế hoạch giao. Đang nói là trong đó, không cấp được giấy chứng nhận cho thửa đất nông nghiệp nào. Trao đổi với chúng tôi, anh Đặng Sĩ Quang, trưởng phòng Tài nguyên huyện Ân Thi cho biết, bên cạnh nguyên nhân chủ quan là sự phối hợp giữa các xã với đơn vị đo đạc chưa thường xuyên, các xã thị trấn chưa sâu sát, thì còn rất nhiều nguyên nhân khách quan khác,
trong đó quan trọng hơn cả là chưa có kinh phí để thanh toán cho hai đơn vị đo đạc. Vì thế, hai đơn vị chưa bàn giao hết cơ sở dữ liệu. Việc xác minh nguồn gốc đất gặp khó khăn do một số người dân không hợp tác. Nhiều đơn vị tư vấn hầu như là không thường xuyên phối hợp với ban xã về trong việc tổ chức hoàn thiện hồ sơ để xét cấp giấy nhận. Cái nguyên nhân tiếp theo nữa thì đối với ân thi thì nhiều thửa đất thì đối với người dân thì cũng chưa mặn mà. Mặc dù là công tác tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên rồi nhưng mà các hộ dân là hầu như người ta có những thửa đất là người ta cũng chưa đi đăng ký. Cái con tiếp theo thì trung bình mỗi xã cấp lần đầu là tầm khoảng 300-400 thửa đất. Thế thì cái phần mà đất còn lại thì cái chủ yếu là đất không giấy tờ. Kim Động là địa phương đạt tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp, chỉ đạt 7% so với kế hoạch giao năm 2018. Anh Lê Văn Tạo, cán bộ địa chính xã Phạm Ngũ Lão cho rằng, với địa phương này thì một phần nguyên nhân là của các cơ quan chuyên môn. Một số hộ thì dân đi làm thì cũng thấy là họ là cũng về phàn nàn là cũng hồ sơ là cũng tương đối chậm so với quy định. Kể cả cấp mới nữa, cấp đổi là cũng thời hạn là cũng quá quy định, hầu như là quá gấp đôi và gấp ba thời gian. Những năm qua, Trung ương, các bộ ngành và tỉnh đã có rất nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo nhằm tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tuy nhiên, thực tế, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn chậm. Trong đó, nguyên nhân chính là trách nhiệm của chính các cơ quan liên quan và chính quyền cơ sở. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 736 về việc công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2018. Kết quả đánh giá đối với khối các sở ban ngành với 17 đơn vị có cung cấp dịch vụ công trực tuyến thì có 11 đơn vị xếp hạng khá, 6 đơn vị xếp hạng trung bình. Đạt điểm số cao nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư với tổng điểm 417,30 điểm và đạt tỷ lệ 83,46%. Đứng thứ nhì là Sở Giao thông Vận tải đạt 390 điểm, đạt tỷ lệ 78%. Khối các huyện thành phố có thành phố Hưng Yên và huyện Văn Lâm xếp hạng khá, các huyện còn lại xếp hạng trung bình, trong đó có 4 đơn vị đặc thù không cung cấp dịch vụ công trực tuyến thì có 2 đơn vị xếp hạng khá, gồm Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh. Việc đánh giá đối với các sở ngành được dựa trên các tiêu chí cơ bản như hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, trang thông tin điện tử, cơ chế chính sách và các quy định ứng dụng công nghệ thông tin, nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với các huyện thành phố còn dựa trên một số tiêu chí khác như môi trường, chính sách, mức độ hiện diện, mức độ tương tác, mức độ giao dịch, mức độ chuyển đổi. Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Công tác Xã hội tỉnh vừa tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam 25 tháng 3 năm 2016, 25 tháng 3 năm 2019. Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Công tác Xã hội tỉnh đã tiếp nhận chăm sóc nuôi dưỡng 102 đối tượng có hoàn cảnh éo le, không nơi nương tựa, đồng thời thực hiện tiếp nhận thông tin hỗ trợ khẩn cấp cho các trường hợp người lang thang, nạn nhân bị bạo lực gia đình, trẻ em bị xâm hại tình dục. Riêng năm 2018, Trung tâm đã tiếp nhận và hỗ trợ khẩn cấp 3 trường hợp người lang thang và trẻ em bị bỏ rơi, tư vấn 25 trường hợp về chính sách bảo trợ xã hội đối với các đối tượng. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với các phòng ngành liên quan triển khai đa dạng các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, giới thiệu về nghề công tác xã hội tại các huyện Kim Động, Ân Thi và Yên Mỹ. Ban Thường vụ tỉnh đoàn vừa phối hợp với VNPT Hưng Yên tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và khai trương cổng thông tin điện tử tỉnh đoàn Hưng Yên. Theo đó, VNPT Hưng Yên sẽ triển khai các ứng dụng với công nghệ tiên tiến đảm bảo an toàn an ninh thông tin xuyên suốt từ cấp tỉnh đến các đơn vị trực thuộc các huyện thành đoàn, đoàn trực thuộc, đáp ứng yêu cầu và phù hợp với nhu cầu của công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Một số phần mềm sẽ được triển khai ngay trong năm 2019 như phần mềm quản lý đoàn viên, xây dựng phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh có kết nối với cổng thông tin điện tử để tỉnh đoàn triển khai các nội dung tuyên truyền. Xây dựng ứng dụng để triển khai các cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước trên các ứng dụng của cổng thông tin điện tử do tỉnh đoàn tổ chức. Cũng nhân dịp này, tỉnh đoàn khai trương cổng thông tin điện tử tỉnh đoàn Hưng Yên.
Năm 2019 với chủ đề Thanh niên tình nguyện, ngay từ đầu năm, các cấp bộ đoàn đã triển khai các chuỗi hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa nhằm xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Hưng Yên thời kỳ mới. Một trong những hoạt động nổi bật được các cấp bộ đoàn phối hợp tích cực triển khai thực hiện là hoạt động khám cấp phát thuốc miễn phí dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong. Chỉ tính riêng trong tháng 3, các cấp bộ đoàn đã thăm khám bệnh miễn phí cho 350 người với tổng số tiền trên 350 triệu đồng. Được sự quan tâm của các cấp bộ đoàn, rồi được sự quan tâm của chính quyền địa phương đã quan tâm đến cái thế hệ già của chúng tôi, thế để cho chúng tôi có những cái niềm vui và cuộc sống thêm đầm ấm và hạnh phúc hơn. Các đồng chí huyện đoàn đây là thật nhiệt tình, thật sự nhiệt tình, từ bí thư đoàn xã cho đến huyện, đến quán triệt với anh em tôi. Các đồng chí đoàn và các đồng chí nhất là y bác sĩ đấy là dẫn chúng tôi đến từng phòng để khám bệnh, để tránh tình trạng lạc. Phải nói là tôi thấy là bác sĩ ở đây với bà công chí các bộ đoàn đây rất nhiệt tình. Bên cạnh những hoạt động an sinh xã hội được các cấp bộ đoàn triển khai một cách đồng bộ và hiệu quả, thì việc nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, thực hiện các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn đã lan tỏa thành một phong trào rộng khắp. Trong năm 2018, đoàn các cấp đã gắn biển 56 tuyến đường thanh niên tự quản. Mới đây nhất, từ phong trào 1.000 đồng của các em học sinh trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải, huyện Khoái Châu, cùng nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp trên địa bàn, đoàn xã Bình Minh, huyện Khoái Châu đã xây dựng tuyến đường thắp sáng dài gần 3 km, gồm 60 cột đèn vòm, cao 6 mét, trị giá 100 triệu đồng đã được hoàn thành giúp người dân đi lại thuận tiện. Với chủ đề là năm thanh niên tình nguyện, thì ngoài các hoạt động như là khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi các gia đình chính sách, thắp sáng đường quê, thì ban thường vụ tỉnh đoàn chúng tôi cũng chỉ đạo rất nhiều hoạt động để phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên như hiến máu tình nguyện, khơi thông dòng chảy, dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, và đặc biệt là chúng tôi chỉ đạo là phát huy hoạt động tình nguyện tại chỗ của đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh, sao phấn đấu mỗi bạn đoàn viên thanh niên có ít nhất một hoạt động tình nguyện trong cái tháng thanh niên tình nguyện. Các bạn không cần phải lựa chọn các hoạt động tình nguyện đâu xa mà có thể lựa chọn ngay tại địa bàn của mình. Những cái hoạt động như dọn dẹp cảnh quan môi trường, thăm hỏi các gia đình chính sách, và tự thân mỗi hoạt động của mình sẽ tạo ra được cái sức lan tỏa trong xã hội, và để làm sao mà là tấm gương cho thanh niên khác học tập và noi theo. Với mục đích chung tay cùng cộng đồng lan tỏa những điều tốt đẹp, góp phần cải thiện cuộc sống của những mảnh đời còn khó khăn, tuổi trẻ Hưng Yên đã và đang ngày càng có nhiều công trình phần việc, những hoạt động thiết thực ý nghĩa và phù hợp với thực tế địa phương. Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện đoàn Mỹ Hào vừa phối hợp với Phòng khám đa khoa Việt Mỹ tổ chức khám bệnh cho 150 cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Tổng trị giá chương trình trên 110 triệu đồng. Tại điểm khám bệnh, người dân được khám tổng quát như siêu âm ổ bụng, tuyến giáp, chụp X-quang, điện tim, xét nghiệm chức năng gan, thận, mỡ máu. Mỗi suất khám trị giá 850.000 đồng. Chương trình kéo dài đến hết tháng 3, theo đó các xã được chia lần lượt tới các điểm khám bệnh. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ huyện Mỹ Hào, giúp nâng cao ý thức người dân trong việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe của bản thân. Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Văn Giang vừa phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019. Hiến máu tình nguyện là hoạt động nhân đạo mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần mang lại sự sống và sức khỏe cho người bệnh cần được truyền máu. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động mà buổi hiến máu đã được đông đảo các cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên thanh niên, người dân trên địa bàn huyện Văn Giang quan tâm và hưởng ứng. Tại buổi hiến máu đã có trên 500 người tham gia đăng ký hiến máu. Kết quả ban tổ chức đã thu được 389 đơn vị máu. Vừa qua, nhân dân thôn Vĩnh An, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang tổ chức lễ hội truyền thống Đình Ngu Nhuế. Đình Ngu Nhuế thờ Đại Đô Tướng Công Lê Bá Đại, người có công giúp vua Lý chống giặc Tống và giặc Xiêm xâm lược thế kỷ 11. Đình được xây dựng vào thế kỷ 18 theo kiến trúc chữ đinh, gồm 5 gian đại bái và 3 gian hậu cung. Trong đình còn lưu giữ một số hiện vật cổ có giá trị như tám đạo sắc phong, ngai, kiệu.
Đình Ngô Nhuế được xếp hạng là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1989. Hàng năm, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 2 âm lịch, nhân dân địa phương lại tổ chức lễ hội truyền thống để tưởng nhớ đến công lao của Đại Đô Tướng Quân. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, có các hoạt động văn hóa truyền thống như lễ rước kiệu quanh làng, biểu diễn chống hội, giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.